chịu ảnh hưởng của đại dịch, năm 2021 tiếp tục là một giai đoạn khó khăn trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, hơn 1,6 triệu ca mắc Covid và nhiều tỉnh thành lớn đã phải siết chặt giãn cách xã hội trong suốt nửa năm 2021. Bối cảnh đầy thách thức đó khiến các doanh nghiệp đều bị tác động không nhỏ, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản với những đặc thù riêng. Tuy nhiên, hệ thống DKRA Việt Nam vẫn không tạm dừng chiến lược phát triển mà liên tục phát huy tinh thần thích nghi, tư duy đổi mới để vượt lên khó khăn bằng tâm thế chủ động. Quyết liệt thích nghi và đổi mới kịp thời theo tình hình thực tế, tất cả hoạt động tại DKRA Việt Nam, đáng chú ý là hoạt động kinh doanh được chuyển sang hình thái trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đồng thời bảo vệ an toàn sức khỏe tập thể nhân viên và cộng đồng. Mọi cơ hội, hình thức hoạt động đều được hệ thống DKRA Việt Nam vận dụng linh hoạt và tối ưu trong từng giai đoạn cụ thể. Không lùi bước trước khó khăn, nhiều giải pháp, những lối đi mới đã được nghiên cứu, áp dụng, thể hiện rõ nét bản lĩnh và sức mạnh của một nội tại vững chắc. Bằng chất lượng và hiệu quả trong dịch vụ, cùng phong độ thích ứng trong chuỗi biến động của thị trường, DKRA Việt Nam là thương hiệu được chọn mặt gửi vàng, tham gia hợp tác trong nhiều dự án đặc cấp. Đón nhận sự tín nhiệm của các đối tác lớn, dù 2021 là thời điểm đầy gian nan, DKRA Việt Nam cũng đã triển khai liên tục 10 dự án với đa dạng các phân khúc và loại hình sản phẩm như phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp, bất động sản đô thị biển, nghỉ dưỡng, bất động sản cao cấp, hạng sang. Ước tính hơn 1.000 sản phẩm đã được hệ thống DKRA Việt Nam giao dịch thành công tại các chương trình bán hàng trực tiếp lẫn trực tuyến. Sức nóng những dự án không ngừng tăng nhiệt với chuỗi chiến dịch Sales Campaign bừng lửa tinh thần chiến binh, mở ra những đường đua mới, những mục tiêu mới. Đồng hành cùng binh đoàn DKRA Việt Nam, các chương trình Millionaire Rockers và livestream chuyên đề được tổ chức định kỳ, mang đến nhiều kiến thức chuyên môn, những bí quyết hữu ích, giúp đội ngũ chuyên viên tư vấn ngày càng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Từ những hoạt động nổi bật và thành quả đạt được, khép lại năm 2021, DKRA Việt Nam tự hào đón nhận 10 giải thưởng danh giá quốc tế và trong nước, sự công nhận của các hệ thống giải thưởng uy tín. Và trên hết, đánh giá cao của thị trường là động lực thúc đẩy DKRA Việt Nam luôn tiến về phía trước. Để hoàn chỉnh sức mạnh hệ thống, trong năm 2021, DKRA Việt Nam đã đón chào hai thành viên mới, DKRA Rachel và DKRA Libra. Từ đó, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ bất động sản với 7 công ty thành viên, 15 sàn kinh doanh, 5 văn phòng và hơn 600 nhân sự chuyên nghiệp. Bên cạnh các giải thưởng lớn, giá trị thương hiệu DKRA Việt Nam cũng tiếp tục được khẳng định và truyền đi rộng rãi qua chuỗi hoạt động công bố báo cáo thị trường bất động sản và chương trình Best Channel định kỳ. Trong một năm đầy thách thức, thành quả đạt được của hệ thống càng trở nên quý giá và đặc biệt ý nghĩa hơn nữa khi 2021 là cột mốc kỷ niệm 10 năm DKRA Việt Nam thành lập và phát triển. Sự đồng tâm hợp lực, chia sẻ yêu thương của tất cả cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống là chìa khóa của những thành quả đáng nhớ này. Vì lẽ đó, thắng lợi chung của DKRA Việt Nam cũng chính là thành công của mỗi thành viên, mỗi mảnh ghép quan trọng trong hệ thống. Với hành trang là nỗ lực vững vàng sau một thập kỷ phát triển, DKRA Việt Nam đang sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới và bứt phá cho thành công rực rỡ hơn nữa.